Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý khán giả cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bướm bay dày đặc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở Khánh Hòa. Một nam sinh lớp 12 đuối nước trong vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa. Chống sốc cho học sinh với đề thi mới, nhất là với các em đã có 9 năm học theo chương trình cũ. Bắt vụ nhập lậu ngà voi quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi tại Hải Phòng. Phát hiện 25 khối hình chữ nhật nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển La Ghi. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Những ngày này khi lưu thông trên một số tuyến đường ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là tuyến quốc lộ 1, người dân cảm thấy bất an khi bướm bướm xuất hiện dày đặc gây cản trở giao thông. Ghi nhận vào sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực cầu Trà Long thuộc phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, có rất nhiều bướm xuất hiện nối tiếp nhau bay dày đặc, cắt mặt các phương tiện đang lưu thông trên đường, gây không ít khó khăn cho người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy. Theo người dân địa phương, tình trạng này xảy ra vào tháng 3 âm lịch hàng năm. Nguyên nhân là do các cánh đồng đều đã thu hoạch xong, thời tiết nắng nóng gay gắt nên bướm di cư tìm nguồn nước, chỗ trú ẩn và cũng là mùa giao phối. Tuy chỉ xuất hiện vào ban ngày và kéo dài chỉ hơn một tuần, nhưng cũng gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường. Tiếp theo là thông tin về y tế. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thì từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 32 trường hợp mắc ho gà tại 16 quận, huyện, thị xã, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận ca bệnh nào. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, số ca mắc ho gà tiếp tục ghi nhận rải rác, chủ yếu ở trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Cụ thể, phần lớn bệnh nhân là trẻ em dưới 3 tháng tuổi, chiếm tỷ lệ 65,6%, chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ, chiếm tỷ lệ 71,8%. Theo Bộ Y tế, để phòng ngừa bệnh ho gà thì cần phải thực hiện đúng và đầy đủ khuyến cáo về tiêm phòng vaccine ho gà mũi 1 lúc trẻ được 2 tháng tuổi, mũi 2, 3, 4, lần lượt là khi trẻ được 3 tháng, 4 tháng và 18 tháng tuổi. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thông tin về việc cứu thành công cho bé trai TQN 9 tháng tuổi trú tại Nghệ An bị ruột bút chì đâm xuyên thủng nhãn cầu mắt phải. Trước đó, bé trai bị bút chì xuyên vào mắt phải. Sau tai nạn, mắt phải bé trai đau nhiều, chảy nước mắt, khó mở mắt. Gia đình đưa bé đến phòng khám gần nhà và được kê thuốc nhỏ mắt, về nhỏ nhưng không đỡ. Sau đó, bé trai được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng mì sưng nề, kích thích chảy nước mắt, khó mở mắt, kết mạc, cương tụ mạnh, giác mạc có vết thương xuyên thủng, có dị vật cứng ghim vào vết thương. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu loại bỏ dị vật và khâu phục hồi vết rách giác mạc. Dị vật được lấy ra là đầu bút chì dài gần 1 cm, đường kính 0.5 mm. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định và dự kiến 7 đến 10 ngày được ra viện. Sự việc này một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh cần trông nom con em mình cẩn thận, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Tại Thanh Hóa, cùng nhóm bạn khoảng 10 người rủ nhau vào khu vực Hồ Sông Mực thuộc vườn quốc gia Bến En để chơi. Một nam sinh lớp 12 không may gặp nạn dẫn tới đuối nước tử vong. Theo đó, vào chiều qua, trong lúc chèo thuyền ra hồ chơi, do thuyền thủng nước tràn vào, nam sinh NVT sinh năm 2006, ngụ tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, không biết bơi dẫn tới đuối nước mất tích. Đến khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, thi thể của nam sinh đã được tìm thấy. Thưa quý vị, nhờ vào sự phát triển của công nghệ, hình thức làm việc tự do được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, khi mà chọn làm nghề tự do thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người lao động. Vậy thì đó là những nguy cơ nào và nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của bản thân? Đây là những vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong lời cảnh báo trưa nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Hiện nay, nghề tự do có rất nhiều công việc để mọi người chọn lựa, nhưng cá nhân làm việc theo hình thức này đều có những lý do khác nhau. Em chọn làm freelancer là vì em thích sự sáng tạo, em có thể tự chủ động về thời gian của mình và em không thích bị gò bó trong những cái
làm việc trong những văn phòng. Khi làm nghề tự do thì mình có cơ hội được cộng tác, lựa chọn từ khách hàng và công việc phù hợp với mong muốn của bản thân. Nhờ đó giúp mình mở mang thêm kiến thức cũng như là hứng thú hơn trong công việc. Ngoài ra, khi làm nghề tự do có thể cùng lúc làm việc cho nhiều khách hàng khác nhau. Với những bạn trẻ mà quyết tâm đã lựa chọn cái nghề freelance thì chắc chắn rằng là các bạn phải thực sự thấu hiểu được cái giá trị của bản thân của mình. Khi mà các bạn hiểu được mình sẽ mang lại những cái giá trị như thế nào cho khách hàng, cho công việc thì chắc chắn các bạn sẽ tự tin hơn trong quá trình mà các bạn giao tiếp, trong quá trình các bạn đàm phán để các bạn có thể đưa ra được một cái mức lương tương xứng với lại những cái giá trị mà mình bỏ ra. Tuy nhiên, không có một công việc nào là dễ dàng. Bên cạnh những ưu điểm, nghề tự do cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dạ dạ. Dạ bên anh chưa thanh toán cái tiền sản phẩm lần trước ạ. Dạ quá một tuần rồi anh tranh thủ giúp em đi ạ. Bởi lẽ, thông thường các hoạt động giao dịch giữa người làm nghề tự do và khách hàng diễn ra trên Internet, website giới thiệu việc làm hoặc một trang trung gian chuyên cung cấp các dịch vụ. Đồng thời, những thông tin, công việc liên quan đều được trao đổi qua tin nhắn, điện thoại hoặc Gmail, hiếm khi được ký kết các hợp đồng lao động. Làm freelance như mình á, thì nó sẽ có cái là không có hợp đồng, dịch vụ, không có bất kỳ một cái pháp lý gì hết. Ví dụ như mình làm hình đi, giao hình, giao file, giao hết tên sản phẩm và khách không trả tiền hoặc là khách nợ tiền rất là lâu và rất là khó đòi. Phải tìm kiếm công việc thông qua các cái website hoặc là những cái ứng dụng tìm việc làm hoặc là qua thông qua những cái gọi là cái nền tảng xã hội khác ở trên mạng á, thì họ sẽ phải cung cấp cái thông tin cá nhân của họ. Và khi mà cung cấp như vậy á, thì nó có nhiều cái rủi ro, ví dụ như là bị lộ các cái bí mật thông tin á, và bị những cái đối tượng sử dụng những cái thông tin cá nhân của họ vào những cái vấn đề mà nó không hợp pháp chẳng hạn. Chúng ta chỉ giao kết qua tin nhắn, chúng ta cũng không biết rằng cái bên mà giao dịch với chúng ta là ai. Để tránh cái việc là bị bùng tiền, chúng ta nên ký một cái hợp đồng dịch vụ. Bởi vì bản chất của hợp đồng dịch vụ là một bên cung ứng và một bên nhận cung ứng cái dịch vụ đó. Và khi thực hiện một công việc xong thì sẽ trả tiền. Nó không có ràng buộc về những cái điều kiện liên quan đến quản lý về thời gian, về điều kiện công việc và cái trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện cái công việc. Và trong trường hợp mà nếu như cái người mà cái bên mà sử dụng cái dịch vụ này mà không thực hiện việc trả tiền thì chúng ta có cái quyền khởi kiện trong cái trường hợp này. Và hơn nữa là khi giao kết cái hợp đồng dịch vụ thì chúng ta sẽ biết được là các cái bên mà giao kết hợp đồng này á, họ sẽ có đầy đủ các cái thông tin cá nhân. Một cái mẹo rất là hữu ích đó chính là các bạn hãy nên lựa chọn và hẹn cái nơi để mà các bạn có thể ký hợp đồng hoặc là các bạn có thể trao đổi cái công việc. Đó chính là tại cái văn phòng của cái đối tác của mình. Để thông qua đó thì các bạn cũng có thể quan sát được cái không gian làm việc, quan sát được cái văn hóa làm việc. Và do đó thì chúng ta cũng có thể là định vị được cái đối tác khách hàng của mình là người như thế nào. Và các bạn làm freelance thì các bạn cũng nên gia nhập ở những cái cộng đồng để từ đó chúng ta có được nhiều cái thông tin về những cái đơn vị mà nếu như những đơn vị đó có những ý đồ xấu hoặc những đơn vị đó đã từng có những cái điều để ví dụ như là không trả lương một cách đúng hạn hoặc là không trả lương luôn, thì như vậy chúng ta cũng có sức mạnh từ phía cộng đồng để có thể nắm được thông tin và gây sức ép với những cái đơn vị không uy tín như vậy. Bên cạnh đó, những người làm nghề tự do sẽ phải đối mặt với vấn đề là thu nhập không ổn định, có sự chênh lệch mỗi tháng. Bởi lẽ, trong môi trường này, họ thường phải hoạt động độc lập, không có sự đảm bảo về khối lượng công việc. Có những tháng sẽ nhận được rất nhiều việc làm, nhưng cũng sẽ có những tháng bấp bênh trong việc tìm kiếm công việc phù hợp. Vì cái nghề là tự do là một nghề thiếu cái tính ổn định. Họ có thể rằng là làm xong một cái dự án hoặc làm xong một cái công việc này thì họ lại phải vất vả tìm kiếm những cái công việc mới. Cái thứ hai nữa là họ không có một cái môi trường cạnh tranh. Khi mà không có sự cạnh tranh thì họ không có cái điều kiện để mà phát triển cái chuyên môn của họ. Đó. Ngoài ra thì các cái chế độ mà những cái người lao động thông thường được hưởng, ví dụ như là các cái chế độ liên quan tới đào tạo, liên quan tới an sinh xã hội v.v. thì những cái người làm nghề tự do thì họ lại không có được. Khi lựa chọn làm nghề tự do, người lao động cần trang bị cho mình những kiến thức về pháp lý để bảo vệ cho chính quyền lợi của bản thân, để tránh những rủi ro xảy ra. Đồng thời, không ngừng cập nhật các kiến thức mới liên quan đến công việc và trau dồi những kỹ năng liên quan như quản lý tài chính, quản lý thời gian. Không quên xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua danh sách công việc từng làm trước đây để giúp bạn tiếp cận với những công việc yêu cầu cao và có mức thu nhập tốt.
Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong phần tiếp theo. Chống sốt cho học sinh với đề thi mới, nhất là với các em đã có 9 năm học theo chương trình cũ. Bắt vụ nhập lậu gà voi quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi tại Hải Phòng. Phát hiện 25 khối hình chữ nhật nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển La Ghi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, nhiều trường đã nhanh chóng áp dụng vào dạy học kiểm tra, đánh giá theo cách ra đề mới để giúp cho học sinh quen dần. Tuy nhiên là để làm tốt theo định dạng mới này không phải dễ dàng đối với học sinh lớp 11 hiện nay, khi mà các em đã có 9 năm học theo chương trình cũ. Và để giúp học sinh sớm bắt kịp theo chương trình này thì không chỉ cần sự nỗ lực từ giáo viên, các trường mà còn sự hỗ trợ từ ngành giáo dục, nhất là một ngân hàng đề chung để tham khảo. Kỳ thi thử tốt nghiệp 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, lần đầu tiên học sinh được trải nghiệm theo định dạng đề mới. Bài văn học thì nó là những bài mà em không có trong sách giáo khoa, không có trong chương trình học ạ. Thì nó khá là thử thách ạ. Mà toán thì nó lại thêm phần đúng sai ạ, nên là nó cũng phải yêu cầu nhiều về lý thuyết hơn ạ. Khi là dạng câu trả lời ngắn thì bọn em cảm thấy là hơi lạ, nên là nhiều đôi khi chúng em vẫn chưa quen. Kiến thức cũ nhưng cấu trúc đề thi mới là thách thức không chỉ với học sinh mà còn với cả giáo viên. Để giúp học sinh của mình được luyện tập thường xuyên với định dạng đề ngữ văn mới, cô Ngọc Thu cũng rất trăn trở. Đề ra rồi làm rồi cũng vẫn cứ như không phải hài lòng, lại chữa lại, lại làm lại. Và đó cũng chính là cái hành trình mày mò bước đầu. Cũng nhìn chung là nó cũng vẫn là cái việc mà khám phá, khai phá. Bởi vì các con đây là lần đầu tiên với sách mới, chương trình mới, kiểm tra đánh giá mới thì giáo viên cũng là những cái mới đi theo. Nếu như thách thức của ngữ văn là ngữ liệu không nằm trong chương trình học, thì các môn trắc nghiệm lại có tới 3 dạng chứ không chỉ đơn thuần là chọn đúng sai. Khi mà có những cái dạng mới, câu trả lời đúng sai hay là điền câu trả lời ngắn thì đòi hỏi các bạn ấy cần phải thực sự hiểu bản chất vấn đề thì các bạn mới có thể làm được. Vậy từ đó cho nên là với cái đề này thì khả năng phân hóa rất là tốt. Khó với cả cô và trò nên sớm có ngân hàng câu hỏi để hỗ trợ ôn luyện cho học sinh, giáo viên và chuẩn hóa công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ là mong muốn của nhiều trường hiện nay. Tôi mong rằng là bộ cũng sẽ có một cái hướng dẫn cũng như là cái chỉ đạo hay là có thành lập được một cái ngân hàng đề thi để cũng giảm thiểu cái sức nặng đối với giáo viên và đồng thời cũng là tạo điều kiện cho học sinh có thể bám sát và cũng tiếp cận được với những cái đề nó sát hơn với cấu trúc đề thi. Thi tốt mà cũng đã được các cái địa phương mà có cái kết quả thử nghiệm rồi thì sẽ được lựa chọn vào thư viện. Đấy, và như tôi đã biết là đối với cái cách thức như vậy thì giáo viên và học sinh hoàn toàn có thể là tìm hiểu những cái đề thi rồi những cái bài tham khảo ở các cái địa phương khác nhau. Học sinh thi tốt nghiệp năm 2025 có tới 9 năm học theo chương trình cũ và chỉ có 3 năm học theo chương trình mới. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng việc ra đề cần có sự cân nhắc để giảm tải chứ không nên đặt ra yêu cầu cao ngay từ năm đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm là thời điểm nhiều loại cây ra hoa. Đây cũng là lúc những người nuôi ong ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vào vụ thu hoạch mật. Và thưa quý vị, những cầu ong đầy ấp mật mang đến niềm vui cho người dân. Và cũng bởi vì đây là mật qua vụ xuân cho nên màu sắc cũng đẹp và thơm ngon hơn các vụ khác trong năm. Tháng 3 là thời điểm có nhiều loại hoa nở, lượng mật dồi dào. Người nuôi ong thường sẽ dùng bình xịt tạo khói, xua đàn ong để lấy cầu ong. Sau khi cắt nắp ống mật, người nuôi ong sẽ quay mật ong bằng thiết bị chuyên dụng, thu mật ong dàn ống, sánh mịn. Sau khi thu hoạch, cầu ong được trả lại để ong tiếp tục làm mật. Tại xã Xuân Quang hiện có 2 hợp tác xã nuôi ong mật với gần 20 thành viên, nuôi trên 3.000 đàn ong mật. Giá bán mật ong ổn định ở mức 150.000 đồng một lít. Nuôi ong lấy mật đã trở thành nghề mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã Xuân Quang trong nhiều năm trở lại đây. Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, khi dùng thấp hết mùa qua,
họ sẽ di chuyển đàn ông đến các huyện Bắc Hà, Simacai để đón mùa qua vùng cao. Khoảng tháng 10, khi thời tiết chuyển lạnh, thì chuyển về vùng thấp để dưỡng đàn chờ vụ thu hoạch mật. Và nói đến Tây Nguyên thì nơi đây không chỉ có vùng đất đỏ Ba San, cây cõi bạc ngàn, mà còn có những món ăn ngon, độc đáo. Trong đó phải kể đến món nhộng muồng, được ví như tôm rừng của vùng đất cao nguyên. Mùa nhộng muồng thì thường bắt đầu vào khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 dương lịch. Thời điểm này khi mà thời tiết nóng bức hanh khô thì đây cũng là lúc mà nhộng can đạt trên các nhánh cây muồng. Từ khoảng giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 hàng năm, từng đàn bướm bay rợp trời. Trong những rẫy có cây muồng để đẻ trứng, vài ngày sau chúng trở thành những con sâu và sau đó tiến hóa thành nhộng. Ở xã IAV, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, người dân gọi đây là nhộng muồng và không biết từ bao giờ nó đã trở thành món ăn độc đáo được nhiều người ưa thích. Dọc hai bên đường vào các rẫy, người dân trồng rất nhiều cây muồng để lấy bóng mát, rồi trồng cây muồng xen trong vườn để làm trụ sống cho cây tiêu. Do đó mùa này ở nơi đây nhộng muồng rất nhiều. Nhộng muồng bám dày trên các lá muồng, lá cà phê. Nhộng có màu xanh lá cây, hình thoi. Nếu hái không cẩn thận sẽ rất dễ bị dập, làm mất đi sự tươi ngon. Thời điểm này nhộng muồng rất nhiều, khoảng 1 giờ đồng hồ là có thể tìm được cả túi nhộng, đủ để chế biến cho 5 đến 6 người ăn. Tuy mùa nhộng muồng chỉ kéo dài trong 1 tháng, nhưng với giá bán khoảng 200.000 đồng 1 kg, người dân địa phương có thu nhập tốt. Cục Hải quan Hải Phòng vừa phối hợp với đoàn trinh sát số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ vụ nhập lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng quốc tế Lạch Quyện. Theo cơ quan chức năng, thời điểm kiểm tra lô hàng đóng trong container nghi vấn tại cảng quốc tế Lạch Quyện thì phát hiện nhiều bao tải dứa chứa 547 khúc ngà voi với tổng trọng lượng 1.580 kg. Đáng chú ý là số ngà voi này được sơn đen để qua mắt lực lượng chức năng. Quá trình điều tra xác minh, lực lượng hải quan cũng phát hiện có dấu hiệu công ty đứng tên nhận hàng trên vận đơn có địa chỉ tại Lạng Sơn là công ty ma. Và hiện thì vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, thêm nhiều khối hình chữ nhật nghi là ma túy đã được phát hiện trôi dạt vào bờ biển phường Bình Tân, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Theo cơ quan điều tra, mới đây tại bãi biển thuộc khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Ghi, một người dân phát hiện một túi màu đen trôi dạt vào bãi cát. Khi mở ra xem thì phát hiện bên trong có nhiều khối hình chữ nhật, nghi đây là ma túy, nên người này đã báo công an. Qua kiểm tra, bên trong túi đen có chứa 25 khối hình chữ nhật, mỗi khối có trọng lượng khoảng 1 kg, chất tinh thể dạng trắng, màu trắng, nghi là ma túy. Những ngày qua, ở một số địa phương như tại bờ biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bờ biển ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, bờ biển Gò Công ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, cũng ghi nhận trường hợp người dân phát hiện bao tải chứa nhiều bánh hình chữ nhật bên trong, nghi là ma túy trôi dạt vào bờ. Và cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nếu phát hiện các gói đồ nghi là ma túy trôi dạt, phải kịp thời trình báo cho các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và chủ động giao nộp, cung cấp thông tin có liên quan, không được cất giấu dẫn đến vi phạm pháp luật. Với sự khéo léo và sáng tạo, cùng sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo AI, anh Trương Giang Đạo, một thợ mộc tại thành phố Từ Sơn, của tỉnh Bắc Ninh, đã làm ra một chiếc siêu xe bằng gỗ. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng chiếc siêu xe này qua ghi nhận của chương trình. Chia sẻ về chiếc ô tô bằng gỗ này, anh Trương Giang Đạo cho biết, anh thực hiện dựa trên ý tưởng từ những bộ phim diễn tưởng. Trí tuệ nhân tạo AI đưa ra nhiều bản mô phỏng với các kích thước khác nhau. Sau đó, anh tinh chỉnh lại tỷ lệ và một số chi tiết phù hợp với thực tế. Phần khung của xe được làm từ sắt thép, còn lại chủ yếu sử dụng gỗ bơ mu. Anh Đạo mất 3 tháng để hoàn tất chiếc xe này. Về máy móc của xe, anh sử dụng 2 động cơ điện, bánh răng trên xe lấy ý tưởng từ đồng hồ cơ. Bên trong chiếc xe đủ rộng để anh Đạo cùng các con có thể ngồi thoải mái. Trước chiếc xe này, anh Đạo từng sử dụng những mẫu có sẵn của các hãng xe nổi tiếng và làm lại với tỷ lệ nhỏ hơn với chất liệu bằng gỗ. Hiện tại đã chế tạo gần 20 chiếc. Thời gian tới, anh dự định làm thêm nhiều chiếc xe bằng gỗ khác từ trí tưởng tượng của bản thân cùng sự giúp sức của AI.
Nếu như yêu thích cảm giác được ngắm cảnh đẹp quang sơ của biển cả, lặn ngắm san hô đại dương và check-in cùng bờ cát mịn, thì Hòn Gầm Ghì là một địa điểm du lịch mà quý vị không nên bỏ lỡ. Đây là hòn đảo có dải san hô đẹp nhất trong số các đảo nhỏ ở Phú Quốc. Hòn Gầm Ghì là một trong 16 hòn đảo nhỏ nằm trong bán kính 18 km của quần đảo An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Hòn Gầm Ghì mang vẻ đẹp quang sơ với vô vàn gành đá lớn nhỏ nhiều hình thù đẹp mắt, cát trắng với bóng dừa xanh mát, cùng nước biển trong vắt, có thể dễ dàng nhìn thấy các trạng san hô đủ sắc màu. Với hệ sinh thái phong phú, vẻ đẹp nên thơ, nơi đây đang là địa điểm du lịch mới nổi thu hút du khách đến tham quan và khám phá. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này thì quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ thì chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.